Em một lô máy mài máy xiết bu lông hàng công ty phải nói là chất lượng mà giá rẻ quá luôn các bác ơi. Ngày hôm nay combo tặng luôn 130 ngàn phục vụ tất cả quý cái hàng bên em luôn nhá. Máy mài Gregma này, ồ Huka này, trời ơi các cái mã máy khoan siêu chất lượng mà giá thì quá là rẻ bèo luôn các bác ạ. Đây, cùng em tham khảo luôn các bác nhá. Một con mã máy mài Gregma. Gregma thì nó là thương hiệu con của dòng Huka rồi. Màu xanh, màu truyền thống của nó luôn. Thương hiệu này, đó, dập logo thương hiệu dập nổi luôn. Bảo hành phục vụ tất cả các bác anh em là 6 tháng trên toàn quốc luôn. Công tắc có bóp thì các bác tay to, tay nhỏ đều có sẻ xài ok này. Phía đường gân này, rồi, rất là ngon luôn. Chống trơn trượt khi các bác nhà em cầm nắm luôn nhá. Còn Rigma này thì sẽ có mã là con 55100BL. 3 cấp chỉnh tốc này, tốc 1 là 4200 này, tốc 2 là 5750 vòng và tốc 3 là 7550 vòng một phút luôn nha. 3 cấp chỉnh tốc độ, các bác công tắc bóp cò thì tay to tay nhỏ đều có thể xài ok. Và mã máy mài nào này cũng sẽ có các dụng cụ chắn này, có tay cầm phụ và có tay mở lưới đầy đủ luôn. Ngày hôm nay về hàng giá thì bao rẻ luôn. Các bác cứ có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21 là xài ok luôn cho em nhé. Rồi. Rồi. Phải nói là nó khỏe khá là êm luôn. Tốc 1 2 này và 3 cho em các bác nha. 3 cấp chỉnh tốc độ tùy điều chỉnh trên nút nguồn luôn. Con này thì hàng công ty. Thực ra đồ pin thì nó luôn luôn tiện dụng, đa tính năng. Các bác có thể làm mọi lúc mọi nơi và mọi chỗ mọi khu vực luôn. Nhiều khi là lên trên cao mài cắt các kiểu hay là ra ngoài vườn ngoài đồng ngoài bãi không có thể dòng dây điện thì các bác xài đồ pin cho em. Thân máy mài pin của Rickman 470 ngàn em bao phí ship bảo hành cho tất cả khách hàng em sẽ là 6 tháng trên toàn quốc luôn nha. Công tác cỏ bò với đây. Và màu này phải nói là nó khá là sạch sẽ, mang làm công trình công trường rất là yên tâm luôn. Ngoài ra ngày hôm nay em cũng có một lô mã máy xịt ốc mỏ bu lông. Rồi. Bán vít bán tôn thanh lý luôn nhá. Con này gọi là xin phép là bán. Giá này là giá hàng mới mà bán giá thanh lý phục vụ tất cả khách hàng em luôn. Xong đầu rỗng 2 trong 1 này, 2 trong 1 này, vừa xịt ốc vừa vít vừa tôn. Và lực thì lên đến là 320 N. Đây, em cứ gắn thử vô này. Đó. Tốc 1 cho em và tốc thứ 2. Đó, 2 cấp chỉnh tốc tùy điều chỉnh trên nút nguồn. Con này các bác mang đi bắn vít bắn tôn hay là xiết ốc vừa phải thì có thể tham khảo luôn. Huka dập nổi bảo hành 6 tháng. Và mã này thì sẽ là mã con HKG1BL320N. Nói chung là nhớ hộ em là con 320N của dòng Huka. Thân này ngày hôm nay giá sale luôn các nhá. Hàng mới mà giá sale. Giá này là hàng mới mà giá như giá thanh lý luôn. Giá có 390 ngàn. Các bác sở hữu luôn cho em. Một thân máy đầu rỗng 2 trong 1, lực 320 N. Motor bò ru led không chổ than các bác nhá. 320 N. Rồi siêu rẻ luôn. Đặc biệt luôn ngày hôm nay này, các bác mua một thân máy bất kỳ của nhà em cộng với quả pin ok, pin của Nao Rao luôn đi. Ngày hôm nay lên hai mã nhá. Con Rickman này, Huka này. Nếu mà các bác nhà em mà không muốn gọi là sử dụng nhiều pin, mình có dùng nhu cầu của mình vừa phải, có thể là lấy một thân máy cộng một pin bất kỳ ok, em tặng sạc. Sạc này là sạc kim nhanh. Còn sạc này không phải chỉ giá 130 ngàn mà hiện tại chỉ giá là 150 ngàn luôn. Sạc kim nhanh 3A loại có quạt luôn các bác nhá. Rồi, nhìn giúp em. Sạc nhanh 3A loại có quạt, cắm pin từ 18 đến 21V ok giúp em. Ví dụ như cái Con này là con Gregma. Em đang cầm, em gắn với một quả pin 10, à quả pin 10 cell dung lượng là 3.2A của Navara. 3.2A thì thứ nhất là có báo pin. Thứ hai là mạch pin của nó sẽ là mạch pin 3 MOSFET các bác nhá. Đây, em đã khui sẵn thử cái mạch pin luôn cho các bác này. Mạch pin 3 MOSFET các bác nha. Đây. Con này pin này có chạy được cả máy zin, máy Nhật, máy hãng và chạy được tất cả các mã máy chân pin phổ thông nha. Pin 3.2A của Navara, một thân máy cộng với một quả pin thế này. Rất là ngon luôn. Rồi, thân máy là 470 ngàn, còn pin hiện tại của nó là 290 ngàn luôn các bác nha. Tính ra combo này có 760 ngàn mà có một thân máy, một quả pin hay còn được tặng một sạc trị giá 150 ngàn nữa. Hoan hỉ luôn tất cả các bác hàng em ơi. Đó, pin của Navara thì được bảo hành 6 tháng nhá. Máy pin đều được bảo hành 6 tháng và còn được sạc ngon luôn. Ngoài ra này, muốn nó lớn hơn một chút thì cũng có thể tham khảo cho em. Rồi, một cái khối pin 15 cell. 15 cell em đang cầm sẽ là có báo pin, pin của nó này. Là pin 4.8A, bên ngoài cho khách la xe là Navara 1600.
Có nghĩa là một cell pin của nó đây sẽ là 1600 mAh như này. Và pin nào ra toàn bộ đều là pin 4.2V chứ không phải 3.7V đâu. Đó. Con này thì khối pin 15 cell như này thì hiện tại của nó dung lượng là 4.8A, giá đang sale hiện tại là 350.000. Ví dụ như các bác lấy một cái thân này, một cái thân máy mài của Greckman hay một thân máy mài hay một thân máy bu lông của Vulcan cộng với quả pin là em cũng hỗ trợ em tặng sạc luôn nha. Rồi, thân mài là 470 với quả pin là 350, tính ra có 820.000. Có một máy, có một pin và có một sạc luôn, tặng sạc 150. Hoan hỉ ngày hôm nay mới về hàng sale giá rẻ phụ tất cả các bác quý khách hàng nhà em. Ngoài ra này, muốn pin dung lượng lớn hơn và dòng sạc cao hơn thì có thể tham khảo luôn các anh nhé. Thì đây sẽ là một khối pin 15 cell dung lượng là 6A. Đây em sẽ mở luôn cho tất cả các bác khách hàng và em xem luôn. Con này thì mạch pin của nó, dòng sạc nó cao hơn, dung lượng nó cũng lớn hơn một xíu nhá. Nói chung là tùy nhu cầu của bác, các bác cần con máy quả pin nó như nào thì có thể tham khảo luôn. Đây nha. Rồi, lên luôn cho em này. Quả pin này là quả pin 15 cell dung lượng là 6A. Một cell pin sẽ là 2000 mAh như này. Các bác có thể nhìn rõ giúp em. Pin 4.2V, mạch pin 4 MOSFET, dòng xả lên đến là 80A và có báo pin. Mà pin này thì em bán quá trời nhiều luôn rồi. Ví dụ quả này 10 cell dung lượng của nó sẽ là 4A này, 15 cell sẽ là 6A. 10 cell 350, còn 15 cell 450.000. Các bác cứ mua một thân máy cộng một khối pin bất kỳ làm em hỗ trợ tặng sạc. Ví dụ như bác mua thân máy mài của Greckman 470.000 với 450, tính ra là 920.000 là có hỗ trợ tặng sạc. Hay là các bác nhà em lấy một con thân máy bu lông với một quả pin bất kỳ nhà em thì sẽ đều được tặng sạc luôn. Nếu mà các bác mua quả pin Nara thì hiện tại đang có chương trình là tặng sạc kim nhanh 3A nha. Ví dụ con này là con 390.000, còn quả 10 cell này 290 này, tính ra là có 680. Rồi, 390 với 290 là 680. Đã có một máy, một pin và có cả một sạc luôn. Đó. Hoặc là các bác có thể lấy dung lượng 4A hay là 5A hay là 6A, nói chung là tùy nhu cầu các bác, cần nhiều cần ít thì các bác có thể tham khảo mã pin nhá. Hai mã em đều làm chương trình phục vụ tất cả các bác khách hàng em. Cứ mua một thân máy cộng một khối pin bất kỳ của Navara làm em có hỗ trợ tặng một sạc nhanh, sạc bàn nhanh, sạc nhanh, sạc kim nhanh 3A có quạt luôn nhá. Thì giá 150.000 rồi. Rồi. Thân máy chất lượng, pin ngon, giá hiện tại có chương trình quá là rẻ luôn các bác nhá. Đều được bảo hành 6 tháng từ thân máy đến pin luôn. Hoan hỉ luôn. Ngoài ra thì ngày hôm nay em cũng về thêm 3 cái mã sản phẩm. Phải nói là em thấy là siêu hot trên thị trường trong thời gian vừa qua luôn. Ví dụ như con này, em đang cầm này. Em đang cầm sẽ là một con đầu quick của Vulcan, mã là 1155Q nhá. Rồi em rút đầu ra. Rút ra là một cái đầu vít, còn các bác gắn vô thì sẽ là một con đầu khoan. Mà đầu khoan 10 ly nhưng 3 chức năng luôn. Khoan sắt, khoan gỗ này, bắn vít, bắn tôn và búa để hỗ trợ các bác khoan tường. Rồi, 3 chức năng luôn các bác nhá. 20 cấp trượt. Các bác có khối pin chân phổ thông thì gắn vô giúp em. Vòng tuần tốc của nó quá ngon luôn. Tốc 1 của nó này 450 vòng và tốc 2 lên đến là 1600 luôn. 1600 vòng 1 phút một con thân máy như thế này, hàng công ty bảo hành 6 tháng. Giá phục vụ khách hàng của em 490.000. Rồi, rút ra rút vô rất là tiện dụng luôn. Đầu vít như thế này hoặc là cái đầu khoan các bác có thể gắn vô này, hay là các bác để nguyên cho em này. Rất là ok luôn nhá. Đó, 1155Q giá 490.000 bao phí vận chuyển luôn. Đầu quick thông minh khá là ok. Nhưng mà cái khả năng vít giữa con này thì nó sẽ không giữ vít được chắc chắn như cái con đầu vít đen này đâu. Rồi thì các bác, nhưng mà được cái nó tiện dụng. Được cái rất là tiện dụng nhá. Giá hiện tại có 490 thôi. Ngoài ra này, nếu mà con này lực của nó sẽ là 55N nhá. Lực là 55N. Còn muốn các bác muốn mà cái khoan nó mạnh hơn thì đây là con này. Con này là không tháo được đầu nhá. Con này đầu như thế này luôn. 10 ly 3 chức năng, đầu lốc khóa trục. Lực là 65N, mã là 1065P cho em nhé. Lực 65N luôn. Tốc 1 là 500 vòng, tốc 2 là 1650 vòng các bác ạ. Đây thì em sẽ gắn vô này. Lưu ý giúp em là những con đầu khoan này thì các bác điều chỉnh tốc độ phía trên này, phía trên thân này. Chứ không điều chỉnh ở trên cò nhá, à không điều chỉnh ở dưới nguồn nhá. Dưới đây chỉ là cái màn hình để hiển thị thôi các bác ạ.
Con này là mã 1065P của Hokan, 10 ly 3 chức năng đầu lốc khóa trục. Giá hiện tại là 450.000. Các bác làm trên cao, làm trên mái, nhiều khi khoan mồi hay nhiều khi bán vít bán tôn nhẹ nhàng mà tốc cao. Đây, triển mã này giá hiện tại cho các bác 450 thôi, bao phí vận chuyển này. Ngoài ra là một cái mã vít chuột thì em phải nói là mã này là bán rất rất nhiều luôn. Trong đầu năm vừa rồi ra mắt sản phẩm, công ty giới thiệu sản phẩm ra thị trường thì khách hàng rất là ưa chuộng. 21 cấp trượt và con vít trượt giúp em nhá. Ba mã này thì cái vòng tua tốc máy của nó đều rất là ok. Mà hàng gen 2 của Hokan, thiết kế bản màu xám nó rất là sạch, mang đi làm công trình công trường rất là ok luôn. Tốc 1 là 450 vòng, tốc 2 con này lên đến 1.700 luôn các bạn. Và lực là 55 new, thân máy con này là 400 nhá. 400 cành em bao phí ship nhá. Ngày hôm nay này, các bác có nhu cầu mua thân máy hàng của Hokan này, đều được bảo hành 6 tháng nhá. Hay có nhu cầu mua pin, pin của Navra cũng được bảo hành 6 tháng luôn. Hay là có nhu cầu mua combo thân máy cộng với quả pin là được tặng sạc 150.000. Đó. Hay nhiều khi là có pin, có sạc, có máy, có pin, có máy hết rồi, cần mua sạc. Đây, 150 cho em, sạc kim 3A có quạt luôn. Tăng tuổi thọ của pin còn sạc nhanh nữa các bác. Tăng tuổi thọ của sạc mà còn sạc nhanh luôn. Thì các bác có thể alo trực tiếp qua tất cả các đầu số của nhà em, đó là 0929 này 826628 hoặc là 0982826628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân Hà Nam, các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng, mua hàng. Đặc biệt là quan tâm kênh thì cũng có thể đăng ký kênh để cập nhật những video chương trình mới nhất á. Em xin chào tất cả các bác nha.